do là điều gì xảy ra khi mình kiểm trì tập gym. Tập gym là kiểu quá trình nhiệt độ kéo dài vượt qua nó sẽ tăng cường, sẽ có được sức mạnh và thân thể của chúng ta. Tuy nhiên thì không phải ai cũng kiểm trì tập được, và cái lý do không thể tập gym nhiều lần là nó bận rộn công việc của học tập, không đủ điều kiện và không tốt, hoặc không thể sự cần cũng nghiêm. Thank you.
trên cái video YouTube để mình có thể tìm xem nó, xem cái hiện tượng người ta thực hiện như thế nào, như là cách để xem quá nhiều sẽ mang tới một số tác hại, thì bạn có thể sẽ thấy mệt mỏi do tập quá sức và có động lực phần ngày thập kim hay không đạt được mục tiêu. Khi bạn có thể tập kim ngày thứ 3, 4, 5, 6 trong một tuần sẽ cho hợp lý, và khi cho bản thân bạn khi đã quen với tập kim thì bạn có thể tăng dần số ngày tập trong tuần của bạn, và bạn có thể tham khảo những lưu ý sau để sử dụng. Chưa biết cách lựa chọn và quản lý tập gym, bạn có thể tham khảo các gợi ý như là lựa chọn áo thun, quần là bằng polyester, nylon hoặc sợi dây, spandex là không phải polyester, bộ đồ polyester cần được thật kỹ, gym một bộ môi để tránh quần áo không khó chịu, bạn luôn đủ nước trong khi tập gym. Và trong quá trình tập gym thì bạn có thể ra nhiều mồ hôi và mất nước nên bạn cần bổ nước cho cơ thể, nên luôn sau là tình trạng mất nước.
nào là một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, thì chế độ dinh dưỡng lành mạnh là đầy đủ dinh dưỡng là điều cần thiết cho sức khỏe, thì nó bảo vệ chúng ta khỏi những bệnh truyền nhiễm mãn tính này, những chẳng hạn như bệnh tim này, bệnh tiểu đường này, ung thư. Ăn nhiều loại thực phẩm tiêu thụ ít muối, đường và chất béo là những yêu cầu cần thiết cho một chế độ ăn uống lành mạnh, và có thể có được chế độ chế độ dinh dưỡng.